Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Du Linh ha. Nay hàng về nha anh em về được tầm cả 300 cây ha. Đó, về nửa đêm anh em ơi. Về cái này hàng nó phải gọi là rất là khó khăn. Đó, phải về xong rồi chốt rồi xong rồi sang xe đồ các kiểu. Về tới 1 giờ mà tới 5 giờ sáng giải quyết mới xong 3 cây máy. Đó, chắc này cũng quay cho anh xem ha. Chắc chiều tối mới đăng. Đó, chiều tối mới đăng cho anh em xem, chắc bữa nay không có lên clip cho anh em chọn máy ha. Chắc ngày chủ nhật hoặc là thứ hai em mới lên clip mới anh em. Đó, anh em cần hàng gì đó thì cứ bình luận ở dưới đây ha. Rồi em sẽ xem và em sẽ nhờ thợ dọn và sẽ đăng lên cho mình. Chứ anh em đừng có kêu mà gửi Zalo này kia ha, tại vì cái này thợ nó rất là ít nha anh em. Thợ làm rất là ít ha, không có dọn kịp cho mình đâu. Đó, còn mấy con này thì cái lô cái lô o hôm qua nè là chốt hồi tối nó được mấy con soạn rồi đó. Đó ha, chưa đóng là cỡ chừng 10 giờ 11 giờ là gửi hết nha anh em. Đó, đeo lưng anh em, đeo lưng máy hệ nhóc chừng Echo 260 rồi nè. Đó, quay cần thẳng cho anh em xem ha. Về tầm cả 300 cây nghe máy thì nói chung đủ hệ hết. Anh em cần cái hàng gì đó thì cứ nhắn tin, nhắn kết bạn nhờ cái bình luận ở phía dưới nha anh em. Em sẽ xem rồi em sẽ kiếm, ví dụ như anh em kiếm ở con Echo nè thì em sẽ kiếm gặp con Echo, em sẽ nhờ thợ dọn rồi 1-2 hoặc là 3 ngày gì đó thì em sẽ lên clip cho mình ha. Đừng vô mình xem đồ này kia cho mình ưng thì mình chốt, chứ em không có nhận đồ mà ấy nha anh em, tại vì cái này thợ nít ha. Đó, anh em vô xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và gõ chuông thông báo ha, chừng nào em lên máy đăng cho nó hiện về cho mình. Đó, đăng cho mình vô chọn máy cho những con mà đẹp, rất là đẹp luôn. Đó, điển hình như con này là con Magu 26 nè anh em, bạch từ ly 26cc, máy phải này phải gọi là chưa xài luôn, sang dưới mới chát còn tem luôn nè, mà giờ cũng tiêu cái nắp xăng rồi. Đó, rất là ngon ha. Mitsu tên là 26 nè. Đó, ít tin 26 anh em, không gọi ít tin 26 phải gọi là hút hàng luôn á, không gọi anh em tìm rất là nhiều ha. Em về đâu anh chị em thấy đâu được tới 5-6 con gì lận, thì em sẽ dọn từ từ lên hết. Tên là 26 nữa nè. Đó, chở hai đầu anh em, còn cái hàng đầu trong nữa ha. Magu 26 rồi TZ 27 rồi Magu 261 đồ. Hàng rất là nhiều ha, hàng nói chung là hàng này tầm trung nè. Đó, tầm trung thì nói chung từ 1 triệu cho đến 2 triệu rồi đó nghe anh em. Đó là nằm đây ha, còn mấy TL thì tầm có 2 triệu 2, 2 triệu 3 đồ này kia đó. Đó, như xin đi qua rồi giá mềm đồ này kia nè ha, sẽ dở từ từ. Đó, còn bên đây là những con mà thuộc dạng là VIP, dạng là đẳng cấp nha anh em. Đó, như con này là TZ35 nè, TZ35E, dòng Kawasaki. Con này hình như là 37 là về rất là nhiều rồi mà mới thấy đợt này là nó có mấy con này khá là xịn sò ha. Đó, hàng bãi về nghe anh em, tùm lớn bố lớn luôn. Đó, máy hơi chắc nịch. Xin đi qua S35 nè. Đó, thấy không? Anh em nhìn hàng bãi về nè. Đó, đâu phải mà cưng rồi như mình đâu, chọi quăng tùm lum hết. Đó, về như cái này là phải kiếm đồ, đồ đắp vô lại. Đó, còn mà nếu như mà đắp không được nữa thì sẽ gã xác ha, và lấy phụ tùng bán cho anh em đó. Xin đi qua S35, xin đi qua S26. Đó, thấy không? Khá đẹp nghe anh em. Hết 26 này chắc mai nhờ dọn một con hai con gì lên cho anh em xem ha. Hết 26 này VIP không à nghe anh em. Hết 26 này giá nó mắc hơn TL 261 nữa nha. Đó. TC35E này, những con đời mới này chạy bình xăng hai họng chạy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Đó, nó tiết kiệm xăng mà nó bốc hơn TL 33 luôn anh em. Đó, thấy không anh em nhìn hơi nè. Đó, anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh anh em, gõ chuông thông báo á, đằng chừng nào em lên là nó sẽ hiện về cho mình vô chọn máy, chứ để nhiều khi anh em xem chảy nó chừng có 15-20 phút à. Đó là người ta chốt rồi cái con máy mình nó ưng ý á, nhưng mà có khách chốt rồi nó rất là ổn ha. Đó, có TG nè, TG33 nè, TG28 nè, Echo 2650 nè anh em, con này VIP nè. À, con này trợ lực rồi chế hai kim nè, máy rất đẹp luôn. Đó, đây thì đa số là máy hệ mới giữ không nha anh em. S26, S35 rồi ha, Echo 260 VIP, TL 261 nữa nè. Đó, TL 261 mắc á cao bô, mình em nhìn cái bô nè ha, mới chát luôn. Đó, TL 261 cũng tầm cỡ 10 cây, TL 26 thì cũng 5-6 cây ha anh em.
Đó, nói chung là đủ hại hết. TB này 22, TB này để ngoài mưa nè, nó ra tan nhưng mà máy mới chát rồi nè. Đó, đủ hại hết nha. Gilby Komatsu. Đó, chờ lật luôn. Nói chung là chiếc này về máy hại không anh em. Đó, máy viết luôn. Đó. Đâu ở bên đây coi còn gì quay không. Nói chung chung đây không có chui vô được nha. Đó, anh em cần hàng gì thì bình luận dứt. Đó, rồi em sẽ gặp thì em sẽ kiếm, em sẽ lên ha. Đó, quay mấy con đeo lưng cho anh em xem nè. Mitsu TB26 nè. Quá đẹp luôn. Đó. Con này là 261. Đấy. Đây, có con Robin Robin 3000. Con này 336 ly nè. Con này chạy cực đỉnh luôn, tung gời luôn. Đó. Xin đi qua. Đi qua này là 231. Đó, xin đi qua 231, mở cái đèn lên cái. Đó, còn con này là tên là 261 ba lô nữa nè anh em, quá đẹp luôn. Đó, anh em cần hàng gì thì bình luận ở dưới nha. Đó, và nhớ đăng ký gõ chuông thông báo đăng cập nhật tình hình máy lên anh em vô chọn, con nào ưng ý thì mình chốt ha, không ưng ý thì mình chờ. Kế tiếp máy rất là nhiều. Đó, Komatsu G2KC nè. Đó, chị nào có thời gian rảnh thì cũng soạn gần mới máy bán bao hơi bao lửa cho anh em về tự làm. Tại vì cái này đợi ít thì không có không anh em, soạn máy đồ nữa. Con này Echo 240 mà quá mới luôn. Đó. Trời ơi, quá trời đẹp. Rồi quá hơi luôn. Anh em nào lấy con này bình luận dưới nha. Con này em bán giá bao hơi bao lửa 1,3 triệu ha. Bao hơi bao lửa đầy đủ đồ nè, dây đeo rồi đầy đủ ha. Đó, 1,3 triệu là anh em tự trả tiền ship nha. Không có bao gì hết, cần rồi. Đó, con nó quá đẹp luôn. Đó ha, giá thì quá mềm anh em. 1,3 triệu thôi. Như con này em dọn lên là em bán 1,8 triệu là bình thường ha. Đó, bán mở hàng cái lô mới về nha. Con này còn xăng không? Ồ, còn xăng à. Cái chuyện nổ luôn á. Con này nói chung là về chăm xăng thì bể con bóng thang bóng nổ. Đó, cái này 1,3 triệu nè. Đó, bán anh em ha. Con này là Echo 240 anh em, 34 ly ha, 24cc á. Máy thì whip rồi ha. 1,3 triệu. Đó, bán còn vui chơi ha. Đó, rồi có Kawasaki TG20 nè. Đó, con này có đề vừa giật vừa đề luôn. TL33 thì được 1 cây 2 cây gì nữa. Đây, được cây TL33 nè. Đó, Echo đề ha, Komatsu, rồi Kawasaki, nói chung là đủ hiệu hết. Mitsu 180, cái đống đeo lưng này nó thấy gì chứ nó nhiều lắm nha anh em, nó tầm đâu 60-70 cây gì hay gì nặng nó nhiều lắm. Echo nè, tên là 26 rồi nè, thấy không? Đó, những con này về ví dụ như cái khung đeo lưng đồ nó hư nó nát nhiều quá thì em sẽ gáp cái bộ cần thẳng vô bán máy cần luôn. Đó, và hầu như đa số là anh em xài máy cần là nhiều ha. Komatsu G3K đeo lưng thì cũng có 1-2 con gì nữa. Đó nè, G3K nè anh em thấy không? Đó, nằm ở dưới đó. Đó, anh em xem nhớ đăng ký kênh nha anh em. Đó, đăng chừng nữa em sẽ lên ha. Rồi anh em chốt con nào thì chốt con này thì nói giùm em cái con Echo 240 giá 1,3 triệu nha. 1,3 triệu bao hơi bao lửa, con này về chăm xăng vô nổ rồi. Chốt thì liên hệ ha, không có bao ship nha, giá thì quá rẻ rồi. Đó, anh em xem giá cả thị trường thì mình cũng biết thôi. Đó, chốt thì ok thì mình làm chứ khỏi trả giá ha. Đó, giá thì nói chung là bên em lúc nào giá cũng phải là bao mềm hết. Đó, khẳng định thẳng luôn ha, giá là phải nói là lúc nào cũng phải bao mềm cho mình hết. Tại vì mình bán online, bán trên mạng mà những cửa hàng và những cái chỗ thì phải, nói chung là cũng phải cạnh tranh nhau chút đỉnh đó anh em. Đó, mình là người tiêu dùng, mình xem giá là mình biết nó rẻ rồi. Gilby nè, Komatsu 26-34 ly quá nhiều luôn. Hả? Bóng đeo lưng này nhiều quá hại không à nghe anh em. TH26 nữa nè. Đó, Komatsu cánh bướm. Con này Gilby Komatsu nữa nè. Đó. Rồi anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký và một dấu like ha. Chắc thứ hai em mới lên clip nha. Nó về khuya quá, thức nguyên đêm. Đây là 231 nữa nè.
Rồi bye bye anh em ha, hẹn gặp lại anh em còn clip sau. Chưa anh em ơi, chưa bye bye được anh em ơi, quên còn cái đống thứ dữ ở ngoài hè nó quay toàn phe mới hợi mới mất tiền, không còn mấy cái sò lông sò huyết không phe đó. Những con này không phải là sò lông sò huyết gì, tại em thấy nó xấu với lại máy nó hơi cổ, em dục viên vân vân à, chưa có dọn ha. Những con này là phải gọi là chuyện nữa là sẽ có giá mà giá thanh lý đó, giá thanh lý giá mềm cho mình về mình tự dọn ha. Những con này là Kawasaki TD24 luôn không nè anh em, máy thì còn rất đẹp luôn. Nó vỏ sắt thì để ngoài mưa ấy rồi. Con này 170 Mitsubishi 170 sai dục đây không biết máy hại của người ta. 130 Echo 251. Đây, con còn này hôm bữa anh nào hỏi nè. Nó nhớ hình như mối nào hỏi cái bộ cần hay gì đó. Bộ cần con này về nguyên con gì chứ không lẽ gỡ bộ cần ra bỏ cái máy. 800.000 làm được thì liên hệ em ha. Đó, nguyên cây 800. Không có tay lái nha, đầu bò thì đầu kẹp đầu đầy đủ. Đó, đầu cùi lăn im nha. Đó, thấy không? Chống quăng cỏ cực kỳ tốt luôn ha. Như trên video nha. Con này là con Gilby ha, nồng con này 35 ly là 28cc. Đó, máy móc thì hơi hám ok nha. Không chỉ bán như trên video vậy thôi, không bao hết, hơi thì thấy ngon lạnh. Cái đầu này thì nói chung thì cũng bán hình như giá thị trường cái đầu này thì nó cũng 550-600 gì vậy. Đó nguyên cần luôn thì em bán 800 ha. Đó, anh tính cái đầu máy, cái đầu bò không là đủ rồi. Đó, máy thì có bể chút đỉnh nha. Bình sang dưới thì thấy còn ok ha, chưa bể. Đó. Trong đây thì nó chỉ có những có là con này hình như là G3C nè. Đó, cổ rồi sợ chắc. Bởi mấy cái áo máy hại người ta hết cho nó ra ở riêng luôn ha. Con Rubin, nói chung là những con cổ cổ. Đây con máy hại. Con này là con Komatsu 3400 bình xăng trên nha anh em, nhưng mà nó tàn quá trời nó tàn, thợ dục vô đây luôn rồi. Con này chơi lực luôn nè, 3410 ha. Con này như tụt hơi. Con này phải tụt hơi không mà lại chưa ship Mugi. Rồi, khả năng con này chết rất là cao. Đó, còn xài được bộ cần tụm lớn. Đó, Mitsu 130 rồi nè anh em, T12 Mitsu 100 ha. Được mấy con TD33 cũng đẹp lắm nè. Không quay cận cho anh em xem ha. Đó, TD33 cũng được lắm, nhưng mà cái dòng này phải gọi là những cái dòng này thì nó không có thông dụng nha anh em. Đó, nói chung là cái độ ổn định của nó là nó không được cao. Đó, nó thẳng ra là như vậy ha, cái độ ổn định của nó là không được cao. Đó, bởi vì thì sẽ sàn ra hết. Đó, độ ổn định không được cao. Ví dụ như bán anh em mới có cái thời gian nó chưa được bao lâu hết á, mà mình sử dụng một con máy mà nó bị hư hao, nó bị trục chặt rồi á, thì nói chung thì nó cũng mất cái uy tín về cái cửa hàng ha. Nói chung những con ổn định chưa cao này em sẽ bán bao hơi bao lửa và thanh lý cho mình thôi. Đó, lên máy thì phải quên lên máy những con mà ngon lành, chạy ổn định. Đó, chạy mà đè cắm đầu giật không là cái đó là không im. Đó, em không có chơi gì ha. Đó, thà là máy hệ. Đó, bán máy mới thì bán mắc xíu, còn máy cũ thì bán rẻ lại. Đó, như vậy thôi ha. Rồi thôi, bye bye anh em nè. Hẹn gặp lại anh em clip Chủ nhật hoặc là thứ hai ha.